Thưa quý vị và các bạn, ngoài di sản văn hóa Cồng Chiêng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, các tỉnh Tây Nguyên đang hướng đến việc bảo tồn không gian văn hóa Cồng Chiêng bằng nhiều cách thức khác nhau. Thì trang phục truyền thống cũng là một trong những di sản văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của dân tộc Cờ Ho ở Lâm Đồng, đã được đồng bào dân tộc thiểu số tích cực bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nhất là trong thời kỳ hội nhập như hiện nay. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Từ lâu đời, người Cờ Ho đã sớm tự biết dệt vải, tự sáng tạo nên trang phục của dân tộc mình. Bà Rơ Ông Ca Ba ở thôn Bờ Nơ Xê, xã Lác, huyện Lạc Dương, người phụ nữ Cờ Ho, từ nhỏ đã được mẹ, được bà dạy cho cách trồng bông, xe sợi, nhuộm, dệt thổ cẩm. Lớn lên, thường tự tay làm được trang phục cho cả gia đình. Để tạo nên một bộ trang phục truyền thống Cờ Ho đẹp, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo, với nhiều công đoạn rất tỉ mỉ và công phu. Người phụ nữ có khi phải mất cả tháng trời ngồi bên khung dệt, vừa canh chỉ, tạo hình, sáng tạo nên những họa tiết, hoa văn cách điệu, mô phỏng thế giới nhân sinh sống động. Để tạo hoa văn độc đáo, người dệt đã gửi gắm cả tâm huyết, thể hiện khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng, hình ảnh họa tiết như được vẽ sẵn trong đầu, đều đặn phô diễn trên tấm dệt. Mình làm từ hồi xưa, như là cây lột cũng là dùng như hồi xưa, với màu xanh xanh trung này này, cũng là dùng như hồi xưa. Với bữa trước thì mình là xanh lá thì mình lấy lá đậu, cũng là dùng như hồi xưa, cũng là thấy rất đẹp, mà thấy mùi cũng là dùng như hồi xưa, thế mình cũng mừng lắm. Màu chủ đạo của trang phục người Cờ Ho là màu sẫm, xanh đen, tượng trưng cho màu của núi rừng, xen lẫn ít màu vàng, đỏ, trắng làm họa tiết. Đàn ông Cờ Ho mặc áo chui đầu, đóng khố. Riêng phụ nữ, bên cạnh áo và váy quấn quanh thân dưới, thì trang phục quan trọng là tấm ùi. Bởi tính đa năng của nó và phù hợp với phong tục tập quán, có thể che nắng khi đi nương rẫy, làm khăn choàng khi tắm suối, làm chăn đắp khi trời lạnh, dùng để điệu con khi làm mẹ. Để có những hoa văn họa tiết kiểu dáng của các loại trang phục váy áo thổ cẩm, đồng bào Cờ Ho đã mất hàng ngàn năm, trải qua biết bao nhiêu thế hệ, tích lũy, chọn lọc kinh nghiệm, sáng tạo. Việc bảo tồn trang phục dân tộc đi đôi với bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, bảo tồn từ cách thức dệt đến cả chất liệu, màu sắc, kiểu dáng và hoa văn. Tôi theo mẹ học từ nhỏ, ban đầu cũng khó lắm, nhưng ngày nào cũng học trở nên quen thuộc. Ba tôi muốn con cháu phải gìn giữ trang phục truyền thống như nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Trước nguy cơ trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số bị mai một, những năm qua, ngành văn hóa tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực đưa trang phục truyền thống trở nên phổ biến trong cuộc sống của đồng bào, trong đó có trang phục của người Cờ Ho. Ngành đã chủ động tạo môi trường, điều kiện để vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Cờ Ho được phô diễn tại các ngày hội văn hóa Cồng Chiêng, ngày hội văn hóa thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, liên hoan bảo tồn di sản văn hóa. Lâm Đồng hiện có 3 làng nghề dệt thổ cẩm của người Cờ Ho được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Đó là làng nghề Bờ Nơ Xê, huyện Lạc Dương, làng nghề Ca Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng và làng nghề Đam Bao ở xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà. Các làng nghề này được khôi phục và đã truyền dạy cho thế hệ con cháu, từ đó giúp đồng bào Cờ Ho ngày càng ý thức hơn về giá trị văn hóa, tự hào về vẻ đẹp độc đáo, thêm yêu quý, trân trọng, gìn giữ trang phục của dân tộc mình. Chúng ta phải hình dung như thế này. Cái làng nghề nó phải phát triển cùng với sự phát triển của cái điều kiện kinh tế xã hội, nó phải thay đổi. Nó phải thay đổi để nó thích nghi, chứ nó không thể là nó giữ nguyên như cái mô hình cũ. Nó phải là những cái hàng thủ công. Vậy thì phải cái hướng nó phải phát triển như thế. Thì cái làng nghề này nó phải có định hướng. Ủy ban nhân tỉnh đã có một cái kế hoạch bảo tồn các cái giá trị văn hóa vật thể vi vật thể đến năm 2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo. Tôi tin rằng bên cạnh sự tiếp biến và tiếp nhận các cái văn hóa tốt đẹp khác thì cái văn hóa riêng có của Lâm Đồng chúng ta vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ một cách có định hướng và mang lại những điều tốt đẹp cho người dân của Lâm Đồng chúng ta. Cái chuyện hòa nhập hay hòa tan phải nhìn ở góc độ văn hóa là một điều tốt. Hòa nhập nhưng mà giữ được cái hồn cốt của chính mình thì mới là văn hóa. Còn nếu ai hòa nhập mà anh đã đánh mất cả một cái nền văn hóa của mình thì cái hòa nhập đó phải nhìn ở góc độ khác rồi. Trong thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế xã hội như hiện nay, thì trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Cờ Ho cũng bắt nhịp theo xu hướng hiện đại, có cách tân.
Thế nhưng trong đó vẫn giữ được nét riêng của đồng bào dân tộc mình qua từng đường nét của tấm thổ cẩm và màu sắc. Chính từ việc lưu giữ các giá trị văn hóa phi vật thể ngoài cồng chiêng, khôi phục các làng nghề truyền thống, thì trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số cũng nằm trong chiến lược phát triển của các chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mà ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đang triển khai thực hiện cho những năm tiếp theo.